Vâng, xin chào toàn thể anh em và các bạn đang theo dõi kênh Nốt Nhạc Cuộc Sống của mình. Thì video tiếp theo này trong kênh của mình lại sẽ làm một cái video giới thiệu với anh em và các bạn những cái dòng bóng LED chuyên dùng cho những cái dòng xe gem quay cũ, tăng mức độ sáng để cho anh em mình tham khảo. Và anh em nào có nhu cầu mua thì hãy liên hệ Zalo hoặc Facebook, mình để link liên kết kênh dưới phần mô tả. Anh em liên hệ trực tiếp với mình thì nó sẽ có giá ưu đãi hơn. Thật ra mình không phải bán hàng trên mạng đâu, mà mình test những cái dòng bóng LED mà tăng mức độ sáng lên cho những cái dòng siêu gem hoặc là những cái dòng siêu quay đời cũ để cho anh em mình tham khảo thôi nhé. Còn anh em nào mà có nhu cầu thì hãy liên hệ qua Zalo cho mình, hoặc anh em nào mà gần khu vực của Thiệu Hóa thì hãy tìm tới cửa hàng sửa chữa xe máy Xuân Học, thì mình sẽ gắn cho các bạn và giá cả cũng rất ưu đãi và hợp lý. Vâng, và để không phải các bạn và anh em chờ lâu thì bây giờ ta sẽ đi vào chi tiết video test những dòng bóng LED cho anh em và các bạn tham khảo. Trước mắt anh em đây là những cái một bóng LED của BMA này, 8W. Và cái này, dòng bóng này là cực kỳ là siêu sáng luôn anh em, siêu sáng luôn và rất bền, độ bền phải nói là khả năng rất cao, và tôi đã đưa vào sử dụng là mấy năm nay rồi và rất hiệu quả cho những cái dòng xe gem quay đời cũ. BMA rất là lò 4 8W. Đó là cái dòng bóng này nó cực bền và cực sáng luôn, và nó cũng rất đẹp. Nếu anh em xem hay và hữu ích thì hãy chia sẻ kênh cho mình với nhé, ủng hộ cho mình với nhé, để mình có động lực để mình ra những video tiếp theo để giao lưu cùng anh em. Hôm nay là mình sẽ test thử trên cái ca của gem Việt Nam khá mới luôn nhé, và anh em có nhu cầu thì cũng liên hệ với mình luôn. Và anh em nếu có nhu cầu thì anh em liên hệ và mua về nhà mình có thể tự gắn được mà. Cái này nó cũng rất đơn giản thôi, không cần phải đem ra thợ nữa. Mình cũng có tìm hiểu tất cả những cái dòng bóng trên thị trường để làm sao mà tìm kiếm được những cái dòng bóng nó hợp lý. Thứ nhất là về giá cả, thứ hai là về độ sáng, và thứ ba là về độ bền, mình đưa ra thị trường mình gắn cho khách. Đây, phải nói là cực kỳ sáng luôn, sáng và rất là suốt anh em.
này là nó lại sáng trong luôn, độ bền của nó rất cao. Chập rồi, và tiếp theo là giới thiệu cho anh em và các bạn một cái dòng bóng led compact 20W này. Cái này thì anh em chỉ gắn trợ sáng ở ngoài thôi, nhưng mà cũng nó cũng là cực kỳ là sáng. Dây điện chập này. Cái dòng bóng này mà gắn trợ sáng ở bên ngoài thì thôi rồi, nhưng mà thực sự ra gắn cái bóng này thì nó hơi rắc rối, bởi vì lý do là nó bên ngoài nhìn nó hơi xấu, nó cũng rất là sáng luôn. Còn theo tôi thì anh em nên gắn cái bóng này vào trong xe thì nó hợp lý hơn, nhìn nó rất đẹp. Vâng, và video vừa rồi là tôi đã làm một cái video test những cái dòng bóng led dành riêng dùng cho những cái dòng xe gem hay xe quay đời cũ, trợ sáng siêu bền và siêu đẹp, để cho anh em và các bạn cùng tham khảo. Và nếu anh em và các bạn thấy hay thì hãy ủng hộ kênh cho mình với nhau. Xin hẹn gặp lại anh em trong những video sau. Chúc anh em luôn thành công.